Dạ, chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ trên màn hình. Kính thưa quý vị, nhân cái mùa Giáng sinh, nhớ lại ở Việt Nam của chúng ta có cái lá thiệp đầu xuân, lá thư của mùa Noel, thì ghi đậm cái sự hồi đó thì các anh lính hậu phương và ở tiền tuyến đó viết những lá thư. Thì ở bên này cũng có cái chương trình gọi là Operation Santa, là các người đó là nhận những cái thư của những người khác viết về nhân ngày lễ Giáng sinh và trả lời. Trong cái tâm tình, thưa quý vị, có một số những người mà nhân chứng là viết nhận được thư ở trong cái dịp lễ Giáng sinh, nó có những người viết bằng nước mắt, tại vì những lá thư của những người mà gửi đến đều có những tâm sự buồn. Người ta muốn gửi gắm tâm sự đến mùa Giáng sinh là mùa ban tình yêu thương, và mùa Giáng sinh để mang tới những người đó những món quà. Viết gì đây? Viết lên tâm sự, viết bằng nỗi lòng, viết bằng nước mắt để chia sẻ cho những người bị sự ruồng bỏ, sự đau khổ trong cái cuộc đời, và nhất là mùa Giáng sinh là mùa ước vọng và mùa hy vọng. Trong cái ý nghĩa cao đẹp đó thì mời quý vị có những cái cảm nhận chia sẻ và gửi lời chào cũng như dẫn lời cầu nguyện chúc lành đến quý thính giả của đài. Kính mời linh mục. Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, trong cuộc sống chúng ta đứng trước cái sự mà bận rộn nhiều, và nhiều khi là người ta chú trọng vào bề ngoài, và có những lúc có thể là vui lúc đó, nhưng mà rồi sau cái cơn vui nó cảm thấy cái sự mà trống trải nào đó. Đó là vì lý do rằng là người ta đi nhìn bề ngoài mà đi quên vào cái cõi lòng của mình, cái sự mà tâm hồn của mình đang có những cái nhu cầu gì trong cuộc sống, đang có điều nào để mà tìm lại sự mà bình an cho chính mình, cho dù đứng trước cái sự mà nghịch cảnh hoặc là đứng trước cái sự mà náo nhiệt chung quanh. Nên cho nên khi mà đi vào trong cái cõi lòng, đi vào con đường, đi vào trong nội tâm, nhận ra sự mà hiện diện của Chúa, lúc đó nó quan trọng. Chính vì vậy khi mà nhiều khi ở trong nhà thương, đến vào cứ mỗi năm chúng tôi hay có một số các em hướng đạo đi mà vào trong thương để mà đi ta hát một vài bài hát về Giáng sinh, để mà giúp cho bệnh nhân trong cái lúc mà buồn đó, trong lúc mà xa gia đình hoặc là đứng trước cái sự mà khó khăn của mình bị bệnh hoạn, cũng đi tìm được cái sự mà bình an hạnh phúc nào đó. Thì một ngày nọ chúng tôi đi tới một gần một số em trong hướng đạo, đi tới một cái phòng kia, thì chúng tôi biết là cái người bà cụ đó đang đang hấp hối, thì cũng muốn lúc đầu là muốn là tôn trọng cái sự mà yên tĩnh của bà cụ, là không không dám đi vào, nhưng mà thân nhân nói là hãy mời các em đi vào trong. Khi vào trong phòng, cái phòng nhỏ nhỏ mà đứng chặt các em, nhưng mà em biết là vào phòng đó các em không có hát lớn được, chỉ có hát nhỏ nhỏ cái bài hát Silent Night, đêm thanh vô cùng. Cho dù rằng là bà cụ không có nói được nhiều, nhưng mà thấy nước mắt bà cụ chảy ra, thấy cái sự mà cảm thấy cái sự mà ấm cúng của cái tâm hồn, giữa cái sự mà cô đơn của mình đứng trước cái điều mà mình sắp ra đi, nhưng mà cũng mang đi là mang theo cái món quà tinh thần, đó là sự hiện diện yêu thương của Chúa dành cho họ, cho bà. Nên bà tìm được sự mà bình an đó, và thân nhân và các em cũng hát hát với tâm tình mà nước mắt chảy ra. Đó là cái điều mà quan trọng yêu thương vì chính sự mà hiện diện của Chúa. Nên xin là điều nhắc nhở là hãy luôn luôn mở lòng và đón nhận Chúa đến với chúng ta trong mọi lúc. Dạ, cảm ơn. Mời mục sư. Thưa, dạ, cái ý nghĩa cao quý mà chúng ta có thể thấy trong mùa Giáng sinh đó là Đức Chúa Trời muốn đem chúng ta trở về với Ngài qua cái công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cho nên nếu một người thật sự được Chúa Giêsu ngự trong lòng, thì Chúa Giêsu trong Tin Lành Giăng thì Chúa nói: Ta ban sự bình an cho các ngươi. Sự bình an ta ban cho các ngươi không phải như là thế gian cho, lòng các con đừng bối rối và sợ hãi. Cho nên trong bất cứ hoàn cảnh nào, một người kinh nghiệm được cái sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế trong lòng mình và hiểu biết được ý nghĩa đó, và sống với cái liên hệ với Đức Chúa Cha là Thượng Đế qua đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu,
thì người đó lúc nào cũng được cái sự bình an, vui thỏa, hạnh phúc và tình yêu thương. Chúng ta thực sự không có cái gì để chia sẻ cho người khác hết đó. Nếu chúng ta thấy một người đau khổ đó, chúng ta làm sao chia sẻ với họ? Hoặc là như là một cái bà cụ sắp chết, làm sao chúng ta chia sẻ với họ? Nhưng nếu chúng ta có thể nói với họ rằng họ không có bao giờ chết, nếu họ tin nhận Chúa thì họ sẽ được sống lại và được sống đời đời với Thượng Đế. Và chúng ta sẽ gặp cái người phụ nữ đó, cái bà cụ đó ở trong cõi đời đời với Thượng Đế và một thân thể mới, đời sống mới. Thì tôi nghĩ rằng không có cái gì, cái chữ chết cũng không làm chúng ta lo lắng. Và sự thiếu thốn hay khổ sở hay bất cứ cô đơn hay gì đó, thì nếu một người có Đức Chúa Giêsu ngự trong lòng và sự Giáng sinh của Chúa trong lòng họ, thì họ tự nhiên họ có sự vui mừng và phước hạnh và họ bình an lắm. Thì đây là cái kinh nghiệm mà tôi nghĩ rằng tôi có gửi lời chúc mừng đến cho quý vị. Thì cái lời chúc mừng của tôi không phải là cái sự vui vẻ bên ngoài do quà cáp hay là cái sự liên hệ của chúng ta giữa con người với nhau mà thôi, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta có Chúa Giêsu ngự trong lòng chúng ta và chúng ta đã tin nhận Chúa, hiểu biết Ngài và tin nhận nhận cái món quà của Đức Chúa Trời cho chúng ta và là Chúa Cứu Thế Giêsu. Dạ, cảm ơn sư. Mời hòa thượng. Phần của tôi thì tôi làm một cái quyết định khác biệt. Dạ. Chúng tôi vừa nghe cái tin của đài Á Châu Tự Do AFE, hai là hai, một trong hai, hai là đài quốc tế tiếng Việt và Pháp, nói rằng tại Trung Quốc trong vòng 10 năm qua thì người tin Chúa đã sắp sửa vượt qua cái số 100 triệu, trong khi đảng Cộng sản Tàu thì cũng khoảng chừng 100 triệu. Và nếu mà lâu hơn nữa thì người tin Chúa sẽ là nhiều hơn cái số đảng viên của đảng Cộng sản. Cho nên nhà nước đảng và nhà nước Cộng sản Tàu họ rất là khắt khe đối với Thiên Chúa Giáo và đối với Hồi Giáo, vì cái sự tổ chức chặt chẽ và có những cái sự liên hệ từ bên ngoài. Do vậy họ là quay về với đạo, với Khổng và Phật, vì họ nói Khổng và Phật cũng đến từ trong đất nước của họ nhiều ngàn năm qua, và họ các cái đạo này không có cái sự nguy hiểm cho họ ở điều hành chi phối bởi từ bên ngoài. Thành ra đó là một điểm mà chúng ta thấy đây là một cái tin mà đối với tôi thì chúng ta cần phải nghe, thì tôi cho tôi chia sẻ. Dạ, cảm ơn Hòa Thượng. Kính thưa quý vị, khi nói đến lễ Giáng sinh thì người ta, các em cũng như mọi người hay nhắc đến ông già Noel mang quà. Thì nhân trong cái nhìn thấy ở mỗi người nhắc đến quà, cần đến quà, vậy thì chúng ta, mỗi người chúng ta hãy tự nhận chúng ta là một ông già Noel, để chi? Để mang được cái nụ cười và mang được món quà đến cho mọi người. Và cũng nhân trong cái mùa Noel này, khi mà chúng ta nói đến quà đó, thì cái người muốn nhận quà và cái người cho quà cũng phải thông cảm hiểu với nhau. Là đôi khi cái người muốn được quà đó quá nhiều, quá cái sức của cái người ta có thể cho, thì cái đó nó thật sự là cũng không có đáp ứng được cái tình thương yêu trong cái mùa lễ Giáng sinh. Tại vì mùa lễ Giáng sinh là mùa mang với nhau sự ấm lòng trong đêm đông và chia sẻ với nhau trong cái tình thương yêu. Thì hiểu người, hiểu mình là đó là một cái sự thông cảm, mà chính cái sự thông cảm đó là thể hiện được cái tấm lòng ấm áp trong đêm đông. Nhiều khi cái mùa đông mà chúng ta lạnh, nhưng mà cái áo chưa chắc là che được ấm, nhưng mà có lời nói và một món quà tinh thần sẽ mang người đó được sự ấm áp trong đêm đông. Kính thưa quý vị, phần cuối cùng sau đây là có phần cầu nguyện. Kính mời mục sư Hồ Việt gửi lời cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Thượng Đế toàn năng, là đấng đã vì yêu thương nhân loại, là những loài người mà do Chúa dựng nên, và Ngài đã xa cách nhân loại chúng con vì cớ tội lỗi con người và đã quên Chúa và không biết Ngài. Nhưng Chúa đã ban Chúa Cứu Thế Giêsu đến với nhân loại chúng con cách đây 2000 năm, và Ngài Chúa Giêsu sẽ chịu hy sinh, đã chịu hy sinh và chết trên thập tự giá chuộc tội cho chúng con. Cho nên trong thời giờ này, con dâng lên Chúa lời cầu thay cho tất cả những người có dự trong cái trải qua cái mùa Giáng sinh này. Qua cái phương tiện chúng con có là truyền hình này, chúng con cầu xin Chúa ban ơn cho những người khán giả đang xem chương trình này, đang
họ nhận được, biết được Chúa bởi Đức Thánh Linh Ngài soi sáng và giúp đỡ họ, hầu cho trong mùa Giáng sinh này là một mùa Giáng sinh rất là có ý nghĩa đối với họ khi họ đến với Chúa, nhận biết Ngài là Thượng Đế có một duy nhất và Chúa Cứu Thế Giê-xu là con một của Ngài đến trần gian, chịu chết trên thập tự giá chuộc tội cho họ, và họ bằng lòng để ăn năn công nhận vào công lao cứu chuộc của Chúa, để được tha thứ tội lỗi và cất đi mọi sự ngăn cách của họ đối với Chúa, và họ trở về được làm con cái của Ngài và được Chúa ban cho sự sống đời đời. Cầu xin Chúa ban phước cho mùa Giáng sinh này, trong tất cả các cuộc vui mà chúng con nhận được do Chúa ban phước trong mùa này, thì cái điều vui nhưng mừng nhất là sự nhận biết Chúa và được cứu. Con tạ ơn Ngài và con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ. Amen. Chân thành cảm ơn Hòa Thượng Tức Quyền Việt, Mục Sư Hội Việt và Linh Mục Trần Công Hùng. Kính chúc cho quý thính giả được một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc.